Sườn non có ghê không? Đây 100.000 dòng nè. Bữa mua mấy chục có chút xíu. Mua sườn non làm gì? Ủa chứ không mấy hả? Không ăn gà luộc hả? Mua nửa con gà đó. Đây bà con, bây giờ mình sẽ đốt rác bằng 100.000 dầu. Mình sẽ đốt rác. Đấy. Ai đời mua gì mà có 45.000 có chút xíu. Giờ 100.000 một đống rồi nha. Đâu mà biết. Tâm có cái xô nước kế bên á, có gì rồi xô nước đó ập qua luôn. Sao hôm nay mua được đồ để sao đó? Sao cả chai đâu ạ? Cái cho bạn ăn thì ra nè, lau chỗ này cho sạch nè. Có một chỗ
Có làm gì không làm? Ta ăn dầu hôi cầm này dầu hôi luôn à, bếp ở này nè. Bếp xong nhớ giữa tay ra tay.
Thank you.
nhà này sướng nha, cái tường này là tường của bên kia đúng không? Trong tường này bên kia làm gì có nhà đâu, tường của bên kia. Ở gì à? Tường này của nhà này, còn tường này là của nhà kia. Văn Mỹ ơi, Văn Mỹ. Nào, thế bà thế hay làm có bị Covid không? Ừ, không. Đương nhiên là sẽ mang cho răng để bơi lên răng là cái gì? Răng rửa bà. Vậy bây giờ đi lại được. Hiểu không? Nhiều à? Hết sạch rồi. 60 cũng bán hết sạch. Qua bán được nhiều gì? Mấy bốn cái bể miền hai mang nốt lên. Nhất tư còn nhiều lắm. Nhất tư còn thùng nguyên với thùng rửa. Nhiều Kitty còn nhiều. Kitty còn nguyên một thùng nữa. Nguyên một thùng và là lôi ra để gấp để sôi chuột. Lôi ra để xem. Tranh thủ đốt nè, không tắt gió lên là không đốt được. Chiều gió dữ lắm. Để con.
Đắp hết cuốn giấy lên gói rồi. Và lần này mua thì phải đặt là cắt luôn em phải. Chúng ta đã mua là cắt. Cắt sẵn rồi. Còn cái thao chống lật ở chỗ này.